Rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục một ca về điều trị đồi mồi ở cánh tay nha. Đó, đây là cái vấn đề đồi mồi ở cánh tay, và vấn đề này nó thường xuất hiện ở những cái chị ngoài 40. Và tại sao đồi mồi xuất hiện? Đồi mồi là dấu hiệu của lão hóa tự nhiên của cơ thể. Cái điều này rất khó để chúng ta có thể ngăn cản được. Vậy thì cái cách mà điều trị đồi mồi hiện nay nó hiệu quả nhất đó là sự kết hợp giữa thay da sinh học và công nghệ laser. Tại sao phải sử dụng cái laser? Vì laser á, nó sẽ tác động phá vỡ những cái nốt đồi mồi xuất hiện ở những cái nốt đậm hơn, và chúng ta sẽ sử dụng laser để chúng ta bóc tách hết toàn bộ những cái nốt này. Và tại sao không bôi mỹ phẩm để cái nốt này mờ? Vì khi mình bôi mỹ phẩm, nó sẽ bôi hết cả cái vùng da này, và khi đó nó sẽ loại bỏ từng lớp thì những nốt này nó đậm nó vẫn còn. Đó là lý do mình phải can thiệp laser để tập trung vào những nốt đồi mồi. Đó, rồi sau đó cái phương pháp mà thay da sinh học để làm gì? Sau khi những nốt đồi mồi đậm này mất đi, mình sẽ sử dụng cái phương pháp thay da sinh học để mình loại bỏ cái lớp sừng xấu, loại bỏ những lớp sừng chết, loại bỏ những lớp sừng, những tế bào già cỗi đó đi. Thì lúc này khách hàng sẽ có được một cái làn da tay mịn màng hơn, sáng hơn, những nốt đồi mồi cải thiện hoàn toàn. Đó là sự kết hợp. Mà để kết hợp như vậy, mình phải hiểu được là thứ nhất là sử dụng laser như thế nào, và thứ hai là sử dụng thay da sinh học bằng những cái phương pháp nào, hoặc chất nào để nó tăng cái hiệu quả cho khách hàng. Và bên mình thì toàn là sử dụng những cái hoạt chất, những thương hiệu lớn thôi. Vì mình hiểu một điều rằng là nếu như mà phương pháp thay da sinh học mình sử dụng những hoạt chất không tốt, thứ nhất là không an toàn cho da của khách hàng vì cái sự tổn thương không kiểm soát. Còn với những dòng hàng cao cấp, chắc chắn rằng là an toàn tuyệt đối, vì những cái dòng này là nó được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ chứng nhận là an toàn tuyệt đối cho làn da cũng như sức khỏe của người làm. Đó. Và với da của chị thì hôm nay mình sẽ bóc tách tất hết những cái nốt đồi mồi ở trên tay, phá vỡ hết bằng laser. Rồi sau đó, sau khi mà những nốt này bong ra mất rồi thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp thay da sinh học để mình làm cho cái da nó trẻ hóa lại, nó đều màu hơn, hiểu không? Đấy. Cái này, cái vấn đề đồi mồi này ở trên kênh YouTube của mình á, rất là nhiều người ở các vùng miền, nhất là ở Vũng Tàu, Bến Tre, họ nhắn tin, họ hỏi về cái cách điều trị, vì nhiều người bị lắm nhưng mà họ không có biết cách điều trị. Mà cái phương pháp thông dụng nhất người ta hay dùng đó là thoa kem trộn tại nhà. Mình đã chứng kiến rất là nhiều cô lớn tuổi, bảy mấy rồi, thì sau một thời gian lột da bằng hóa chất tại nhà, thoa kem trộn tại nhà, thì đến cái thời điểm mà mình gặp các cô đó ngoài 70, da tay nó lão hóa một cách bất thường luôn, nó nhăn nheo đồi mồi rất là nhiều luôn. Vì sao mình thấy như vậy? Vì khi mình so sánh cái phần da tay với lại cái phần mà những cái vùng da khác, mình thấy là gì? Có cái sự khác biệt hoàn toàn, là lão hóa, gọi là lão hóa sớm luôn. Chị